Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã có buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại với hơn 400 công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, cử tri đã kiến nghị với Quốc hội trong các dự thảo luật nhà ở, luật đất đai sửa đổi được điều chỉnh trong thời gian tới, cần quan tâm đến nhà ở cho công nhân, người lao động. Về chính sách, cần có cơ chế miễn giảm tiền thuê đất đối với các dự án nhà ở tại khu công nghiệp có thêm quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội. Khâu thủ tục xét duyệt và các thủ tục hành chính cần đơn giản hóa để công nhân, người lao động dễ tiếp cận. Tiếp thu giải trình ý kiến cử tri, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định vấn đề nhà ở cho người lao động luôn được địa phương quan tâm, trong đó đã bố trí quy hoạch quỹ đất cho các thiết chế này tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đối với các nội dung liên quan đến luật đất đai, luật nhà ở, đoàn sẽ tiếp thu và có ý kiến tại nghị trường trong các kỳ họp tới.